Hai mọi người, mình là bạn Bảo của mọi người nè. Và hôm nay thì sẽ tiếp tục với phần tiếp theo của cuốn Ơn Trời Phu Trả Lời. Phần hôm nay mang tên là Tôi Nên Làm Việc Vì Tiền Hay Đam Mê. Nghe hay vậy. Trong những thời điểm bất ổn về mặt kinh tế và cần năng nhập chập bị, việc theo đuổi những cơ hội việc làm với mức thu nhập cao hơn có vẻ là điều hợp lý. Tuy nhiên, bởi lẽ chúng ta sẽ dành phần lớn thời gian tỉnh thức của mình ở nơi làm việc, nên chúng ta cũng cần tìm thấy sự thỏa mãn trong những việc ta làm. Bằng không, ta sẽ càng ngày càng khó đi làm vào buổi sáng, và điều này cuối cùng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. Vì vậy, điều nào là quan trọng hơn khi xem xét một lời mời làm việc? Tiền lương hay là chính công việc ấy? Hay liệu rằng có một cách nào đó để dễ dàng kết hợp được cả hai? Các nhà tâm lý học sẽ đề xuất rằng chúng ta cần nhìn vào vấn đề nhức nhối này qua lăng kính của các lý thuyết về động lực, cái gì thúc đẩy chúng ta sống. Năm 1943, nhà tâm lý học Abraham Maslow đã xuất bản một bài viết tên Một lý thuyết về động lực của con người. Trong đó, ông nói rằng chúng ta được thúc đẩy bởi năm nhóm nhu cầu được phân theo cấp bậc. Điều này có nghĩa là một khi nhu cầu ở cấp độ thấp nhất được đáp ứng, chúng ta sẽ có động lực để theo đuổi nhu cầu ở cấp tiếp theo. Đầu tiên, ông nói, chúng ta phải đáp ứng các nhu cầu về sinh lý, thức ăn, nước uống và tình dục. Khi những nhu cầu này được chăm lo, chúng ta sẽ tìm cách thỏa mãn nhu cầu về an toàn, làm sao để chúng ta được bảo vệ cho không bị tổn hại về thể chất. Sau nhu cầu này, chúng ta sẽ tìm kiếm nhu cầu thuộc về tập thể và được chấp nhận. Sau đó, chúng ta muốn thỏa mãn nhu cầu về sự tôn trọng, chẳng hạn như lòng tự tôn, sự tự chủ, địa vị xã hội và sự công nhận. Cuối cùng, khi tất cả những nhu cầu trên đã được đáp ứng, chúng ta sẽ phấn đấu để tự khẳng định bản thân, đạt đến tiềm năng trọn vẹn của một con người. Sử dụng lý thuyết của Maslow có thể cho rằng tiền bạc rất quan trọng, cho đến chừng nào nó giúp chúng ta thỏa mãn các nhu cầu sinh lý và sự an toàn. Theo Maslow, điều này cho thấy chúng ta chỉ cần một mức thu nhập nhất định. Mức thu nhập cao hơn mức này sẽ là không cần thiết và chẳng giúp chúng ta hạnh phúc hơn là bao. Kết luận này đã được xác nhận trong nhiều nghiên cứu, bao gồm một nghiên cứu vào năm 2010 của nhà kinh tế học Richard Sterling, trong đó cho thấy mức độ hạnh phúc khắp 37 quốc gia đều không tăng theo mức thu nhập cao hơn. So sánh, ở khía cạnh khác, quan điểm thực sự của chúng ta về tiền bạc cũng phức tạp so hơn với cách giải thích của Maslow. Chúng ta đặc biệt dễ trở nên bất an bởi sự so bì và quan điểm về sự bất công. Nhà tâm lý học nghề nghiệp Steve Jack nhận thấy rằng các cá nhân đánh giá sự hài lòng với công việc bằng cách so sánh số tiền họ kiếm được với số tiền mà họ tin rằng lẽ ra mình nên đạt được. Họ cũng nhận thấy rằng nhiều đánh giá của chúng ta bị ảnh hưởng bởi người xung quanh vì chúng ta nhìn vào đồng nghiệp của mình để hiểu được môi trường làm việc và thậm chí là xây dựng thái độ của ta về nó. Nếu cái đồng nghiệp của ta sống tích cực và thỏa mãn thì có vẻ như chúng ta cũng sẽ giống như họ. Một khi chúng ta bắt đầu so sánh bản thân với những người khác trong công ty, đủ mọi yếu tố sẽ nhập cuộc. Điều này là do ngoài sự khác biệt về tiền lương, còn có đủ thứ bổng lộc để người ta so sánh, từ khu vực làm việc an toàn yên tĩnh hơn, cho đến chỗ gửi xe và bảo hiểm y tế. Điều kiện làm việc có thể được xem là liên quan đến nhu cầu thứ ba và thứ tư của Maslow, nhu cầu xã hội và tôn trọng, vì chúng có thể góp phần vào cảm giác bản thân được coi trọng như một phần của nhóm, mang lại cảm giác thuộc về tập thể và được tôn trọng. Mặt khác, nếu môi trường làm việc không đáp ứng được những nhu cầu này, mọi người có thể cảm thấy bị cô lập, không được ghi nhận nỗ lực và bị đánh giá thấp. Dường như chúng ta cần được thuộc về một nơi nào đó. Điều này bao gồm không chỉ cảm giác là một phần trong nhóm, mà còn là một thành viên có giá trị trong nhóm nữa. Kiểm soát và tự chủ. Nhu cầu về sự tôn trọng và tập thể xã hội là quan trọng đối với rất nhiều người. Nhưng còn đối với những người có nhu cầu quyền lực cao và nhu cầu giá thấp thì sao? Nhà tâm lý học nghề nghiệp David M. Selen cho rằng chúng ta chỉ có 3 nhu cầu động lực tại nơi làm việc: quyền lực, thành tựu và quan hệ. Chúng áp dụng bất kể tuổi tác, giới tính, chủng tộc hoặc văn hóa, nhưng chúng thay đổi tùy theo kinh nghiệm sống của chúng ta. Lý thuyết của Maslow cho rằng tiền bạc chỉ ảnh hưởng đến chúng ta ở một mức độ nhất định, và sau đó những mối quan tâm khác sẽ tác động đến ta. Nhưng Selen lại thấy tính cách có nhiều ảnh hưởng trong chuyện này. Ông nói rằng những người phấn đấu hướng tới quyền lực hoặc thành tựu cao hơn có thể giành được thành quả tài chính cao hơn trên đường sự nghiệp. Nhưng tiền bạc không phải là động lực chính và không bao giờ là mối quan tâm chủ đạo. Những người hướng đến mối quan hệ tốt hơn thì hạnh phúc khi được là một phần của một nhóm hòa hợp và họ không bận tâm về tiền. Có vẻ như Selen cũng không coi mức lương đề nghị là trọng yếu đưa ra quyết định về công việc. Hầu như mọi nghiên cứu về sự hài lòng trong công việc đều cho thấy vấn đề tự chủ mới là trọng yếu.
ở mức độ nào đó. Việc duy trì sự kiểm soát đối với công việc và ngày làm việc của nhân viên được rất nhiều người trả lời khảo sát coi là nguyên do căn bản của sự không thỏa mãn trong công việc. Maslow đặt điều này lên mức nhu cầu thứ tư của mình, nhưng nó cũng nhích dần lên mức thứ năm, tự khẳng định. Đây là hàm ý của mọi người khi họ nói muốn trở thành người giỏi giang nhất có thể, và nó mang theo cả kỳ vọng về những gì cá nhân muốn, thay vì chỉ là những gì công ty mang lại cho tôi. Khi điều này là trọng tâm, thì chuyện so đo với những người khác trở nên vô nghĩa và chẳng khác nào những thứ gây phân tâm, sao lãng. Và đây có lẽ là chìa khóa thực sự để tìm được công việc bạn yêu thích. Điều kiện làm việc có thể khiến nơi làm việc trở nên tuyệt vời, thậm chí vui vẻ, nhưng không làm người ta cảm thấy thoải mái sâu sắc. Muốn được như thế thì chúng ta phải tìm ở nơi khác. Dòng chảy. Nhà kinh tế học Robert Frank khuyên chúng ta bắt đầu suy nghĩ về những điều mình yêu thích. Hoạt động khiến bạn dốc hết tâm trí để thực hiện. Công việc gì khiến bạn không để ý đến thời gian trôi qua vì bạn đặt trọn tâm trí về nhiệm vụ đến mức 100%. Sự chú ý của bạn được đặt vào đó. Đây là trải nghiệm dòng chảy. Hãy tìm ra nó và đừng băn khoăn chuyện tiền bạc. Vì nếu bạn đi đến cùng thì tiền bạc có được sẽ còn vượt xa những giấc mơ điên rồ nhất của bạn. Lập luận của Frank như sau. Nếu bạn tìm được một hoạt động khiến bạn trải nghiệm được dòng chảy, thì bạn sẽ tự nhiên và dễ thành chuyên gia về loại hoạt động này. Giống như Bill Gates, người đã say mê với máy tính từ tuổi 13. Ông ấy đã phải trả tiền để dùng một máy vi tính ở trường học. Và khi hết tiền, ông lại đột nhập về hệ thống để có thể tiếp tục sử dụng. Frank cho rằng đây không phải là một ví dụ hiếm hoi của sự tận tụy dẫn đến thành công. Với sự khởi đầu của toàn cầu hóa và thời đại công nghệ, các khuôn quen nhất để phát triển là trở thành một chuyên gia. Nếu bạn cũng giống như Gabe và tìm thấy một hành động yêu thích, bạn tự nhiên sẽ dành toàn bộ thời gian có được để thực hiện nó, và bạn sẽ sớm trở thành chuyên gia. Nhờ có mạng Internet, nếu chuyên môn của bạn được coi trọng ở mức địa phương thì chính điều này cũng không còn làm hạn chế nữa, bởi mọi người sẽ tìm thấy chuyên gia mà họ đang cần, chính bạn. Bất kể vị trí địa lý, bạn sẽ trở nên vô cùng đáng giá. Như thế, bằng cách tập trung vào những gì bạn yêu thích, bạn sẽ có được sự tự chủ, tận hưởng ngày làm việc của bạn và gặt hái những phần thưởng cao nhất có thể. Vì đó có nghĩa là bay về phương diện tìm kiếm việc làm. Bạn cần làm ngược lại hẳn lý thuyết của Maslow. Hãy vươn tới sự khẳng định bản thân như bước đầu tiên, và mọi thứ khác sẽ theo sau, bao gồm mức lương cao, thích ăn ngon, nhà đẹp và một loạt đối tượng yêu đương tiềm năng. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi phần này của mình. Bảo rất mong mọi người sẽ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mọi đóng góp ý kiến của các bạn đều là những phần thưởng rất là lớn lao của mình để giúp cho kênh mình phát triển hơn. Và cảm ơn mọi người rất nhiều.